Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phông mềm với đề React cơ bản. Thì bữa nay là buổi 6, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái nút in là React Code Snippet nút in. Thì đây là một cái nút in sẽ hỗ trợ cho chúng ta việc viết code nó được nhanh chóng hơn. Thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt cái nút in này như sau. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi vô Google và tôi sẽ search là React Code Snippet. Đây, tôi sẽ search cái React Code Snippet này. Đó, thì tôi sẽ vô cái link marketplace.visualstudio.com này. Đó, thì đây là cái nút in React Code Snippet. Thì tôi sẽ đi cài đặt cái nút in này, thì tôi sẽ click vô install này cài đặt. Tiếp theo thì nó báo là tôi cần phải mở cái Visual Studio Code lên, thì tôi sẽ mở nó lên. Đó, thì bây giờ tôi sẽ click vô tiếp tục click vô install để cài đặt. Đó, thì bây giờ nó đã cài đặt xong. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái nút in React Code Snippet. Thì cái nút in này nó cái nút in rất là hữu ích để nó hỗ trợ cho chúng ta việc viết code được nhanh chóng hơn. Thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn một số cái tool như là cài đặt Visual Studio Code rồi cài đặt cái nút in React Code Snippet. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở với theo là buổi 7 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là init một cái đồ Z React đầu tiên. Đó, thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo.